Trong các phép biến đổi đồ thị hàm số, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến tịnh tiến đồ thị. Xét số thực dương M. Và hàm số Y bằng Fx. Có đồ thị C. Hàm số Y bằng Fx cộng M. Có đồ thị C phẩy. Xác định bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số Y bằng Fx chính là đồ thị C lên M đơn vị. Ví dụ, xét hàm số Y bằng X có đồ thị là C. Hàm số Y bằng X cộng 1 được xác định bằng cách chúng ta tịnh tiến nó lên một đơn vị. Đây chính là đồ thị hàm số Y bằng X cộng 1. Đồ thị C phẩy. Với M bằng 1, ta xác định đồ thị hàm số Y bằng X cộng 1 bằng cách ta tịnh tiến đồ thị hàm số Y bằng X lên một đơn vị. Ta nói đến hàm số Y bằng Fx trừ M. Có đồ thị C phẩy. Xác định bằng cách tịnh tiến đồ thị C gắt tịnh tiến đồ thị C xuống M đơn vị. Ví dụ, xét trường hợp Fx bằng X. Đây là đồ thị hàm số Y bằng X. Xét trường hợp M bằng 1 để xác định đồ thị hàm số Y bằng X trừ 1. Ta tịnh tiến đồ thị hàm số Y bằng X xuống một đơn vị. Và ta sẽ thu được đồ thị hàm số Y bằng X trừ 1. Hàm số Y bằng Fx cộng M. Có đồ thị C phẩy. Xác định bằng cách tịnh tiến đồ thị C qua bên trái M đơn vị. Chúng ta lưu ý ở đây có dấu cộng M, thường thì chúng ta tưởng tượng rằng nó sẽ được dịch qua chiều dương, nhưng thực chất là chúng ta sẽ dịch đồ thị hàm số đó qua chiều âm. Đây là ví dụ minh họa. Xét đồ thị hàm số Y bằng X. Y bằng X. Có đồ thị là C. Và bây giờ chúng ta xác định đồ thị hàm số Y bằng X cộng 1 bằng cách
tín đồ thị hàm số C qua bên trái một đơn vị. Chúng ta sẽ thu được đồ thị hàm số Y bằng x cộng 1 là đồ thị C phẩy. Xét hàm số Y bằng f của x trừ m có đồ thị C phẩy. Xác định bằng cách định tiến qua bên phải đồ thị C M đơn vị. Ở đây chúng ta có trừ M là một số âm, nhưng chúng ta phải định tiến đồ thị hàm số này qua bên phải M đơn vị. Ví dụ, đây là đồ thị hàm số Y bằng X là đồ thị C. Chúng ta xác định đồ thị hàm số Y bằng x trừ 1 bằng cách định tiến đồ thị hàm số C qua bên phải một đơn vị. Chúng ta sẽ thu được đồ thị hàm số Y bằng x trừ 1.